rộ tin Hoa hậu Ý Nhi không được thi Miss World 2024, thực hư thế nào? Thông tin Hoa hậu Ý Nhi không được thi Miss World 2024 đang khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi đã trở thành cái tên gây xôn xao cõi mạng và trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Theo đó, cô nàng đã bị réo tên vào loạt ồn ào liên quan đến những phát ngôn của mình trong chuỗi Media Tour. Thời gian qua, nàng hậu cũng im hơi lặng tiếng và không còn xuất hiện tại các sự kiện. Vào tối ngày 24 tháng 8, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau thông tin nghi vấn Ý Nhi không được đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World 2024. Cụ thể hơn, hàng loạt các trang tin đã đăng tải bài viết với nội dung Ý Nhi chính thức bị ban tổ chức trừng phạt, không được thi Miss World 2024, vì Dung vẫn cho giữ vương miện. Cư dân mạng lan truyền thông tin Ý Nhi không được thi Miss World 2024. Ngay sau đó, thông tin này đã khiến khán giả phải bàn tán liên tục. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng biện pháp này quá mạnh tay với Ý Nhi. Trước đó, Ý Nhi cũng đã lên tiếng xin lỗi và mong có cơ hội sửa sai. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là những thông tin chưa được phía nàng hậu lên tiếng xác thực và khiến dân tình vô cùng hoang mang. Thời gian qua, Ý Nhi đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, cô nàng vẫn bị nhiều khán giả chỉ trích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.